Hậu đám cưới Puka, khách sạn gửi trả đồ nghệ sĩ bỏ quên, Huỳnh Lập để quên thứ khiến fan cạn lời. Chuỗi đám cưới của cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng Puka và Jin Tuấn Kiệt vừa kết thúc, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cả hai và đặc biệt là cho khách mời tham dự. Đám cưới lần này diễn ra tại quê nhà của cô dâu, tại Đồng Tháp, với không khí chân quê, đậm chất miền Tây, làm cho mọi người không khỏi thích thú. Khác biệt so với ba lễ cưới trước đó, lần này cặp đôi quyết định chọn không khí thân thiện và gần gũi với quê hương. Đám cưới đã thu hút sự tham gia đông đủ của nhiều bạn bè thân thiết, trong đó có những gương mặt nổi tiếng như MC Đại Nghĩa, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Dương Lâm, BB Trần, Hải Triều, Jun Phạm, Hòa Minzy, Minh Tú, Trương Thế Vinh, Ngọc Phước và nhiều người khác. Tuy nhiên, sau hậu trường đám cưới, cô dâu Puka đã chia sẻ trên trang cá nhân về một chi tiết hài hước và độc đáo. Các nghệ sĩ nổi tiếng dường như đã quá ham vui, khiến họ để quên đồ đạc và tư trang tại khách sạn. Puka đã đăng tải hình ảnh những bao đồ có dán tên của các nghệ sĩ, đặc biệt là MC Đại Nghĩa, Huỳnh Lập và Lê Dương Bảo Lâm. Trong số đó, Huỳnh Lập đã để quên một con vịt vàng nhồi bông cực đáng yêu. Dù đã U30, nhưng nam danh hài này dường như vẫn giữ cho mình đồ chơi mỗi khi đi xa. MC Đại Nghĩa cũng xác nhận món đồ bỏ quên của anh chính là bộ đồ đi chùa và không ngờ rằng Puka lại nhẫn tâm đăng đàn lên mạng xã hội như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Puka chia sẻ hình ảnh về vật đi tìm chủ. Trước đó, trong đám cưới tại Cam Ranh, cặp đôi Jinpu cũng phải bất lực phân phát lại tư trang cho khách mời do mọi người để đồ đạc lung tung sau đêm tiệc tưng bừng. Puka đã từng khóc ròng chia sẻ về việc đám cưới xong chưa kịp đăng hình hạnh phúc đã phải đăng ảnh phát đồ bỏ quên cho khách. Điều này thực sự là minh chứng cho việc các khách mời đã có khoảng thời gian quậy hết ga hết số, đến nỗi vứt bỏ cả tư trang cá nhân như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Việt để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.